Câu chuyện xoay quanh con đường tình duyên của cô thư ký hậu đậu Lâm Nhược Hy. Lâm Nhược Hy vì live stream nói xấu xếp nên bị cho nghỉ việc. Nào ngờ vừa tìm được công việc mới thì cô phát hiện công ty này cũng là một trong những công ty của xếp cũ đường Quý Nam quản lý. Cô chuẩn bị tinh thần bị cho nghỉ việc lần nữa. Nào ngờ lần này đường Quý Nam không những không đuổi việc cô mà còn rất quan tâm tới cô. Rốt cuộc anh ta đang cất giấu âm mưu gì đây? mối quan hệ sếp và cô thư ký hậu đậu sẽ có diễn biến tiếp theo như thế nào. Mời quý khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện tình yêu hài hước và vô cùng hấp dẫn trên kênh youtube nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tìm chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Vì Lâm Nhược Hy đứng ra vạch trần những chuyện góc khuất của tuyển thủ thần phong nên mạng xã hội của cô tăng gần 10.000 người theo dõi. Trong lòng cô rất hoảng sợ, Giang Cư Mận bắt đầu tiến vào tấn công những tuyển thủ khác trong công ty. Hôm qua sau khi tan làm, cô cứ cắm mặt vào điện thoại, kết quả là đâm đầu vào cột điện ngoài đường. Đến khi tỉnh lại thì mắc bệnh không thể nói dối được nữa. Tài liệu đen của một vài tuyển thủ trong công ty bị lộ ra, khiến cả công ty cũng bị kéo vào. Lâm Nhược Hy cũng chẳng quan tâm những bình luận kia, nhưng cũng không thể im lặng không nói gì, đành phải chọn một câu hỏi rồi trả lời. Nghe nói Đường Tổng vì theo đuổi bạn gái nên mới thu mua công ty Bạch Long đúng không? Lâm Nhược Hy khẽ cười. Dạ đó, thật ra anh ta mua lại công ty này là vì anh ta bị bạn gái cũ đá vì chơi game dở đó. Mấy chữ ha ha trải đầy màn hình, lúc này cô mới giật mình tỉnh lại. Chết rồi, lỡ đắc tội với sếp rồi, Sao cô lại lỡ miệng nói những chuyện thầm kiến của sếp ra vậy chứ? Có lẽ cô sắp mất đi bát cơm này rồi. Sau buổi live stream, người phụ trách đến tìm cô. Chị nhiều khi, sếp bảo chị đến văn phòng của sếp một chuyến. Mới kết thúc buổi live stream chưa được 5 giây, bà sếp đã muốn sa thải cô rồi sao? Sếp tổng đến công ty sao? Đường Quý Nam trước kia chẳng thèm đến công ty này bao giờ. Sau hôm nay lại đến, chẳng lẽ là vì cô sao? chị gái phụ trách nhìn cô bằng ánh mắt tự cầu phúc cho bản thân đi sau đó đưa cô đến gặp sếp vừa đến cửa cô thấy đường quý nam lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi thích thú nhìn các tuyển thủ trong công ty huấn luyện Như khi nhìn thấy cô thì ánh mắt ấy lập tức trầm xuống lâm nhược hy. sếp hít mắt lại qua đây lục tổng tôi chỉ là người ngoài bước vào phòng huấn luyện của mọi người thì không hay lắm không hay không hay bằng lúc em nói xấu công ty trên live stream sao? Lâm Nhược Hy gật đầu. Đường Quý Nam sụ mặt, đứng dậy rồi đi đến trước mặt cô, ánh mắt giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Giải thích. Nếu tôi nói tôi mắc bệnh không thể nói dối, sếp có tin không ạ? Sắc mặt đường Quý Nam càng lúc càng tệ hơn. Được lắm, anh ta không có tin. Lâm Nhược Hy nhìn đi chỗ khác. Đường Tổng, hoa hồng chưa héo, Đường quý nam nhìn theo ánh mắt của cô Sau đó lập tức quay lưng lại Lâm Nhược Hy bất đắc dĩ nói Đường Tổng Anh tin chưa Nếu bình thường làm sao tôi dám nói như vậy với anh chứ Đường quý nam cầm nín Lâm Nhược Hy an ủi sếp Sếp à Anh không phải xấu hổ Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi Kiểu quần trong của anh cũng rất độc đáo Lâm Nhược Hy Lâm Nhược Hy nghe được âm thanh nghiến răng nghiến lợi của đường quý nam biến ra ngoài thần phong là tuyển thủ của bạch long đồng thời cũng là cây hái tiền của công ty cậu ta có rất nhiều fan hâm mộ vậy mà cô lại thuận miệng nói ra những tài liệu đen của cậu ta gây ra ảnh hưởng rất lớn đến cậu ta và công ty vài người còn đến cửa hàng gà rán quen thuộc của cậu ta để theo dõi bí mật mà cô thuận miệng nói ra chính là cậu ta thường xuyên trốn huấn luyện để đi ăn gà rán việc này ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của mọi người hậu quả rất nghiêm trọng Cuối cùng cậu ta bị đuổi khỏi công ty. Lâm Nhược Hy cảm thấy rất có lỗi, vậy nên tự mình tìm đến người ta để giải thích. Cậu ta thờ ơ xua tay nói mình đã sớm muốn giải nghệ. Những chuyện này cũng chẳng phải chuyện xấu gì. Điều khiến tôi tò mò là cậu ta bày ra vẻ mặt hóng hớt. Cô và anh trai tôi có quan hệ gì? Sao cô lại biết anh ấy mua lại công ty là vì... Lâm Nhược Hy chỉ hận không thể che miệng anh ta lại. Anh trai cậu sẽ nghe được đấy lâm nhược hy chỉ vào camera trên trần nhà thần phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng mà nói thật cô giống hệt bạn gái cũ của anh trai tôi trùng hợp ghê trước khi đi làm tôi chưa từng gặp anh trai cậu bao giờ thần phong nói bằng giọng chắc chắn vậy thì chắc chắn là cô bị mất trí nhớ ánh mắt anh trai tôi nhìn cô không bình thường chút nào là kiểu muốn cấu xé ăn thịt tôi đấy à thần phong gật đầu biết vì sao không đó là vì tôi nói anh ấy chưa kéo khóa quần trước mặt mọi người. Ha ha ha. Tiếng cười của thần phong bỗng ngừng lại. Lâm Nhược Hy nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Đường quý nam đang đứng sau lưng cô. Lâm Nhược Hy, nếu không cần miệng lưỡi nữa thì có thể đi đến hiến tặng. Tôi có người quen ở bệnh viện đấy. Có muốn tôi dẫn em đi không? Lâm Nhược Hy nghiêm túc trả lời. Cảm ơn đường tổng, nhưng mà tôi chưa phải nhân viên chính thức nên chưa có bảo hiểm y tế đâu. Nếu như anh lắm tiền nhiều của thì... Sắc mặt của đường quý nam ngày càng xấu. Biến. Được rồi, được rồi. Lâm nhiều khi cũng ước mình có thể biến mất trước mặt đường quý nam ngay lập tức. Ai ngờ vừa chạy được vài bước, đã bị người ta nắm lấy bím tóc kéo lại. Tôi bảo thằng nhóc kia. Xếp lạnh lùng liếc nhìn thần phong đang cố nén cười bên cạnh. Thần phong như được đại xá, chuồn đi ngay lập tức. Sau đó cô nghe được một âm thanh đáng sợ. Em, đi theo tôi. Lâm Nhược Hy đi theo đường Quý Nam đến văn phòng giám đốc. Cô nghĩ lần này mình sẽ bị ăn mắng no luôn. Nhưng sau khi cánh cửa đóng lại, sắc mặt anh thay đổi hơn 360 độ, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng nước nhỏ giọt vậy. Lâm Nhược Hy còn nghi ngờ, không biết có phải anh ấy bị mai nhập hay không. Sao em biết chuyện của tôi với bạn gái cũ? Tôi lén nghe mọi người lén lút bàn tán ở trong căng tin, trước kia lâm nhược hy từng là trợ lý nhỏ của đường quý nam mặc dù chẳng bao giờ phạm phải sai lầm lớn nhưng những sai lầm còn con thì lại mắc đi mắc lại không ngừng cuối cùng cô bị sa thải sau đó cô xin vào một công ty khác ai ngờ công ty này cũng là của đường quý nam luôn lúc đó vẻ mặt đường quý nam rất ba chấm may mà quản lý nhân sự hết lần này đến lần khác khẳng định cô là người có năng lực nên anh mới miễn cưỡng thu nhận cô sắc mặt đường quý nam lạnh lùng Trước kia em còn chưa từng làm được một cái hợp đồng hoàn chỉnh nào, thì ra là do trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi hóng hớt. Có thời gian rảnh sao không tranh thủ học tập, trau dồi thêm kinh nghiệm nữa. Có biết vì sao tôi sa thải em không? Là vì công ty không nuôi người rảnh rỗi đấy. Sao tên đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng vậy? Anh ném cho cô một cái iPad. Trong đó là thông báo nhà đầu tư lớn nhất của công ty đang yêu cầu chấm dứt hợp đồng một đống lý do lớn nhỏ khác nhau. Bạch Long không có thành tích, tuyển thủ cốt lõi đã rời khỏi công ty, nếu còn tiếp tục hợp tác nữa thì chắc chắn sẽ lỗ vốn. Thậm chí bọn họ còn đồng ý bồi thường 500 triệu phí vi phạm hợp đồng, chỉ vì muốn hủy hợp đồng với công ty cô. Nhưng cô biết, 500 triệu cùng lắm chỉ thuê được một vài tuyển thủ, còn lâu mới đủ để sánh vai với Thần Phong. Thần Phong là em trai của Đường Quý Nam đó lâm nhược hy thực sự không hiểu sao đường quý nam lại sa thải thần phong quả nhiên vài giây sau anh lên tiếng một là em bồi thường phí vi phạm hợp đồng thay đường tịch hai là cuốn gói rời đi đường tổng tôi rất yêu thích ngành nghề này lâm nhược hy đưa tay lên giả vờ lau nước mắt nếu anh sa thải tôi tôi sẽ nói với truyền thông anh bị bạn gái cũ đá nên mới mở công ty game đường quý nam cười lạnh tựa như đang cười nhạo cô Lâm Nhược Hy thừa nhận, đứng trước mặt lão đại trong thương trường, cô chẳng khác gì là một học sinh tiểu học. Lâm Nhược Hy nhìn Đường Quý Nam một hồi, sau đó giả vờ ấm ức thủ thỉ, "Nếu Đường tổng đã muốn đuổi tôi thì vậy thì tôi đành phải rời đi, dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái nhỏ không nơi nương tựa. Tôi sợ tôi sẽ vô tình nói cho phóng viên, Đường tổng thích ăn vụng cá trích đóng hộp trong văn phòng." Lâm Nhược Hy là đứa vừa phản nghịch vừa biết cách giả làm trà xanh vừa bước được vài bước thì đường quý nam gọi cô quay lại mau quay lại lâm Nhược khi mừng thầm biết ngay mà đường tổng sẽ dính chiêu này cô xoay người lại mở to mắt ra rồi chớp chớp đường quý nam ho nhẹ không đuổi việc cũng được anh cười lạnh sau đó đưa một chiếc hợp đồng khác ra đường quý nam muốn điều cô đến phòng livestream để bán đồng phục và những thiết bị chơi game Lâm Nhược Hy cảm thấy vô cùng khó chịu. Các bạn ơi, bộ đồng phục giống hệt của tiểu ái. 999.000 xeo còn 99,9.000. Chỉ còn 999 slot nữa. Mọi người hãy nhanh tay mua ngay nhé. Cái gì? Đồ của tiểu ái à? Có đồ lót không? Nếu là kiểu giống tiểu ái từng mặc, tôi sẽ mua thêm vài bộ. Muốn mua đồ lót sao? Lâm Nhược Hy đỏ mặt. Không được, cái này không được. Người phụ trách gật đầu với cô, sau đó mang một chiếc quần lót đến. Đường quý nam khoanh tay nhìn cô, khóe môi cong cong. Biết ngay chẳng có cái gì tốt đẹp mà. Lâm Nhược Hy nảy ra một kế hoạch trong đầu. Sao cái này lại giống của sếp thế? Cô cầm chiếc quần lót lên. Đúng vậy, đây chính là màu đồ lót mà sếp của chúng ta yêu thích nhất. Chắc chắn là hàng riêu. Phát hiện hàng giả thì không lấy tiền. Nhưng đây chỉ là sản phẩm tặng kèm thôi. Muốn nhận được thì mọi người phải mua hàng trước. Gương mặt của đường quý nam lập tức đen như đáy nổi Nhưng không sao Cô vui là được Không ngoài dự đoán Vừa nhắc đến ông sếp của mình Hơn một ngàn bộ đồ đã được bán ra Lâm nhược khi càng bán càng hăng Mọi người nhanh tay nhé Chỉ có hôm nay mới có kiểu quần lót này thôi đó Tất cả mọi người đều bật cười Đường quý nam liếc mắt nhìn cô Sau đó ra hiệu cho quản lý Đưa cho cô một hộp cá chích Lâm nhược khi bịt mũi ăn thử một miếng Suýt thì nôn ra cái này khó ngửi quá. Chắc chắn là đường quý nam cố ý. Chứ làm gì có ai dùng cá hộp và quần lót làm quà tặng kèm bao giờ cơ chứ. Lâm Nhược Hy liếc mắt nhìn đường quý nam. Mặc dù hơi khó ngửi, nhưng ăn cũng không tệ. Đây là món ăn mà đường tổng thích nhất. Đơn hàng nào cũng được tặng kèm, không lỗ không lỗ. Mọi người dò hơi dưới phần bình luận. Sao cô lại biết đây là món ăn mà đường tổng thích nhất? Tôi đây chính là nhân chứng sống chứ sao? tận mắt tôi nhìn thấy đó mọi người lại hỏi vậy quần lót thì sao lâm nhược khi chẳng bối rối rút nào tất nhiên cũng là do tôi nhìn thấy rồi đường quý nam không nhịn được nữa chạy đến bịt miệng cô lại lâm nhược khi ngước mắt lên nhìn mặt của anh đã đỏ đến tận mang tai sau đó đường quý nam dần buông lỏng tay ra mọi người tò mò vì sao cô ấy biết hả đó là vì cô ấy là bạn gái của tôi đó lâm nhược khi nhìn vào ánh mắt trêu chọc của anh ngẹn lời không biết phải nói gì. Dưới phần bình luận càng sôi nổi hơn. Trợ lý vội vàng đứng dậy kiểm soát tình hình. Hai mọi người mua một tặng hai quá hời luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lên đơn sản phẩm tiếp theo. Nhưng vẫn không hề lay chuyển được sự chú ý của mọi người, Lâm Nhược Hi nghẹn lời. đường Quý Nam chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt căm giận của cô, anh tự nhiên vòng tay qua eo cô, từ chối trả lời mọi câu hỏi, mong mọi người để ý đến chủ đề chính. Nếu thích món đồ nào hãy mau mau đặt hàng Mọi người lập tức nghe theo Cô âm thầm thả một like cho đường quý nam Trong nửa giờ tiếp theo Bởi vì anh ấy ở đây Nên lượt người xem và người mua chỉ càng tăng Chứ không có giảm Không ai nghĩ tới Công ty Bạch Long nổi tiếng một lần nữa Không phải là nhờ có thành tích tốt Hay nhờ một tuyển thủ nào đó Mà là nhờ ông sếp của công ty Và bạn gái tin đồn của anh ấy Sau buổi live stream Cô và sếp cùng lên mục tin nóng bộ phận truyền thông của công ty đã nảy ra một ý tưởng, đó là để cô và sếp cùng quay vlog để thu hút lượng truy cập về công ty. Lâm Nhược Hy nghiêm túc bác bỏ ý kiến này. Thay vì làm những chuyện vô bổ này, sao chúng ta không tìm một vài tuyển thủ mới rồi tiếp tục huấn luyện cơ chứ? Đường Quý Nam mở điện thoại ra, cho cô xem ngân sách còn lại của công ty. Sau khi hủy hợp đồng với Thần Phong, chúng ta mất đi 3 hợp đồng quan trọng, bây giờ kinh phí chỉ còn 600 triệu, Thành tích của đội cũng không có gì nổi bật. Em muốn bỏ tiền túi ra giúp tôi triệu mộ người mới hay gì? Lâm Nhược khi bị mắng đến mức á khẩu, không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng đành phải đồng ý với ý tưởng này. Về sau cô mới biết, quay vlog chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Thậm chí cô còn phải cùng nhau live stream chơi game với anh nữa. Nhưng con người cô có tính nổi loạn, sao có thể ngồi yên được chứ? Nghe người trong công ty đồn thổi, đường quý nam chỉ biết chơi mỗi một tướng mà thôi đến khi phát trực tiếp lâm nhược hy nói quý nam anh có thể đánh thử những tướng khác không anh chỉ biết chơi tướng này thôi không biết chơi cái khác sao cô lại nghe ra trong giọng nói đó có chút nũng nịu nhỉ lâm nhược hy không nhịn được mà nở nụ cười đường quý nam anh thật đáng yêu nói xong cô lập tức bịt miệng vào hỏng bét sao lại vô tình nói ra tiếng lòng thế này Đường Quý Nam cũng dừng sốt chấp mắt, sau đó cô vội vàng nói qua chuyện khác. Được rồi, được rồi, anh muốn chơi tướng nào cũng được, em gái nhanh. Lâm Nhược Hy chọn một tướng quen thuộc rồi bấm bắt đầu. Vừa bắt đầu vào trận, đường Quý Nam đã ngoan ngoãn đi theo cô. Một đồng đội vừa bị đối thủ tiêu diệt bỗng quay sang nói với hai người bọn họ. Ây, hai người bớt chút thời gian cứu tôi không được à, đây có phải game tình yêu đâu mà cứ bám lấy nhau thế. Đường Quý Nam không để ý đến cậu ta, nhẹ nhàng nói với cô: Cứ coi như là chó rùa đi, đừng để ý tới cậu ta. Em cứ phát huy thật tốt đi, anh sẽ hỗ trợ em. Hình như có chỗ nào sai sai. Mọi người nhao nhao bình luận. À, sao Đường tổng lại dịu dàng thế chứ? Mặt Lâm Nhược Hy đỏ lên. Ừm, à, mọi người nghĩ sai rồi. Chúng tôi là đồng đội, đương nhiên anh ấy phải hỗ trợ tôi. Đường Quý Nam cười thành tiếng, rất êm tai. Cô nghe đến mức say mê, mê đến mức bị đối thủ tiêu diệt luôn. Vừa mới ôm hy vọng sẽ phục thù, cô đã bị tiêu diệt thêm một lần nữa. Đúng như trong dự liệu, chết cả hai. Trò chơi kết thúc, Lâm Nhược Hy trầm ngâm nhìn chiến tích 10 không của đường Quý Nam. Đường Quý Nam, anh chơi dở quá đi. Trong giọng điệu của cô không che giấu sự ghét bỏ một chút nào. Đường Quý Nam hừ lạnh, vì bảo vệ em đấy. Trong đầu cô bỗng cảm thấy có chút quen thuộc được rồi được rồi trận game thứ hai bắt đầu lần này đường quý nam chọn một tướng khác sau đó phát huy năng lực của mình lâm nhược khi ngạc nhiên nhìn đường quý nam lúc này cô bỗng cảm thấy tin đồn anh bị bạn gái đá vì chơi game dở có hơi vô lý sau khi trận game kết thúc cô nghiêm túc xin lỗi đường quý nam anh nói lời nói chẳng có chút thành ý nào cô phải mời anh một bữa cơm mới được lâm nhược khi cho anh chọn địa chỉ cuối cùng anh chọn một cửa hàng thịt nướng khi đến cửa hàng, không hiểu sao cô bỗng có một cảm giác quen thuộc. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên cô đến đây. Lúc cô đang ngây người, đường quý nam lên tiếng. Ngồi đi, em muốn ăn gì thì gọi. Vừa mới tan làm, anh còn chưa kịp thay bộ vét. Anh thẳng lưng ngồi bên cửa sổ, trông không phù hợp với cảnh vật xung quanh chút nào. Cương mặt của anh thu hút được sự chú ý của rất nhiều cô gái. Nhưng ánh mắt anh chỉ dừng lại ở trên người cô, bỗng khiến cô có ảo tưởng rằng mình là người duy nhất trong lòng anh lâm nhược hy đỏ mặt quậy vàng ngồi xuống đường tổng anh rất hay ăn ở cửa hàng này sao đường quý nam nhìn cô sau đó thuần thục lau bát đũa rồi đưa đến trước mặt cô bạn gái cũ của tôi thích trước kia chúng tôi thường cùng nhau đến đây lâm nhược hy nghẹn họng không hiểu sao trong lòng cô có chút không thoải mái sau khi phục vụ mang đồ ăn lên cô cũng không nghĩ nhiều nữa cầm đĩa khoai tây chiên lên không hiểu sao đường quý nam cứ nhìn chằm chằm vào chúng Cô đưa đĩa tương ớt đến trước mặt anh Đường tổng muốn ăn tương ớt sao Anh lắc đầu Lâm Nhược Hy bật cười Nếu không muốn ăn sao anh cứ ngượng ngùng thế Tôi còn tưởng xếp thèm ăn tương ớt cơ Đường quý nam bật cười Lâm Nhược Hy Bây giờ anh thực sự tin em bị bệnh rồi đó Lâm Nhược Hy sừng sốt một lúc Mới nhận ra anh đang mắng cô Nhưng nhìn theo một khía cạnh khác Anh nói cũng không sai ờ tôi mắc bệnh chỉ có thể nói sự thật cho nên những gì tôi nói lúc live stream đều không phải là cố ý đâu thấy ánh mắt nửa tin nửa ngờ của đường quý nam cô nói thêm nếu anh không tin thì có thể kiểm tra một chút vậy trong mắt em tôi là người thế nào xấu tính vô tình lạnh lùng sắc mặt đường quý nam trầm xuống cô biết điều này nên đành ngậm miệng lại tỏ ra vô tội mà chớp chớp mắt anh mỉm cười, im lặng rắc một đống ớt lên đĩa khoai tây của cô. Nói tiếp đi. Lâm nhược khi đổi chủ đề. Nhưng mà tôi cảm thấy sếp là người đẹp trai nhất thế giới. Nếu công ty có bảng xếp hạng ngoại hình, thì chắc chắn anh sẽ đứng top một. Đường quý nam nhướng mày, trông có vẻ đã thả lỏng hơn một chút. Anh tin rồi, cuối cùng cũng biết thông cảm trước những lần xuất khẩu cuồng hôn của cô. Nhưng vấn đề mà cô quan tâm là, vậy anh có thể đứng sa thải tôi không? tạm thời chưa sa thải, xem biểu hiện sau này của em như thế nào. Vì để thuận tiện cho việc quay vlog, cô và đường quý nam chuyển đến công ty sống cùng nhau. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả mọi người, công ty càng ngày càng phát triển, kéo được thêm rất nhiều nhà tài trợ. Công ty có thêm tiền để chiêu mộ những tuyển thủ mới, phong độ và chiến tích của công ty cũng tăng lên rất nhiều. Lâm Nhược Hy và Đường Quý Nam cũng thành hot blogger, nhưng mối quan hệ giữa hai người bọn họ chỉ là diễn mà thôi nên trong lòng cô luôn cảm thấy bất an quả nhiên dì cô xem được những đoạn video của cô cuối cùng dì ấy nói với mẹ lâm sau đó bảo cô cuối tuần đưa bạn trai về nhà mối quan hệ của con và đường quý nam là giả thôi con không phải là bạn gái của anh ấy đâu mẹ lâm tin tưởng cô vô điều kiện nhưng dì cô vẫn nửa tin nửa ngờ ai đứa nhỏ ngốc này không cần xấu hổ chỉ là thân phận của bạn trai con có hơi thấp một chút thôi mà Mặc dù công ty còn con đó Không thể sánh được với công ty lớn của con rể gì Nhưng như thế cũng gọi là có chút thành tích Con không cần sợ mất mặt đâu Nhưng mà công ty game chắc cũng chẳng ra gì đâu đúng không Con gái Hay là để gì giới thiệu với con một người nhé Đằng nào cũng mất công tìm bạn trai Phải tìm người có học thức đàng hoàng Giống như con rể của gì ấy Lâm Nhược khi giật giật khóe miệng Gì Công ty của anh rể phá sản từ năm ngoái rồi Dì không biết sao? Còn nữa, chị họ cũng chỉ tốt nghiệp một trường cao đẳng mà thôi. Chị ấy lừa gì đó là trường danh giá đấy. Mẹ Lâm bịt miệng cô, sau đó kéo cô sang một bên trước khi dì cô phát điên. Lâm Nhược Hy thẳng thắn nói, Mẹ, không phải con cố ý chọc tức gì đâu, nhưng cái miệng này của con chỉ có thể nói thật mà thôi. Mẹ Lâm không tin cô không có ý. Dì con giới thiệu đối tượng cho con đấy, giờ con lại chọc tức gì ấy, Mẹ biết tìm thông tin liên lạc của người ta kiểu gì? Con gái của mẹ ế đến mức đó rồi cơ à? Hôm nào con mang 10 người như Đường Quý Nam về nhà cho mẹ xem. Mẹ Lâm bật cười. Thôi được rồi, dù sao mẹ cũng không ưa gì ấy lắm, suốt ngày khoe khoang linh tinh trước mặt mẹ. Dì cô giới thiệu cho cô một người đàn ông vừa mới từ nước ngoài về. Dì ấy nói với mẹ Lâm, người ta có điều kiện rất tốt, khuyên cô nên sớm đi gặp mặt người ta. Địa điểm gặp mặt là ở một nhà hàng cao cấp Người đàn ông kia thong song đến muộn Quan sát lâm nhiều khi một lượt rồi mới ngồi xuống Trông em cũng khá là xinh đẹp Mặc dù trông vẫn không xứng với anh lắm Nhưng nể mặt gì tô giới thiệu Anh đành miễn cưỡng chấp nhận vậy Anh bị cận thị bao nhiêu độ Người đàn ông vừa từ nước ngoài về Không nghe ra giọng điệu trào phúng của cô Hơn 6 độ một chút Bảo sao Da mặt của anh dày chẳng khác gì chiếc kính của anh cả Sắc mặt của người đàn ông kia ngơ ra một lúc Nhưng vẫn không hiểu ý của cô Lúc sau cô mới nhận ra mặt anh ta còn dày hơn như thế nhiều Anh xin tự giới thiệu Anh tên là Đỗ Kình Cao mét 8 Có nhà có xe Thu nhập một năm lên tới 500 triệu Nếu cưới anh Em chỉ cần ở nhà nấu cơm dọn nhà Sinh con trai là được Không cần đi làm nhiều Không cần chịu áp lực Lâm Nhược Hy hít một hơi thật sâu Anh 1m78 làm tròn lên 1m8 à anh có nhà có xe thì liên quan gì đến tôi Sau khi kết hôn thì anh sang tên cho tôi à Ở nhà làm nội trợ cũng được thôi Anh có thể trả lương cho tôi bao nhiêu tiền một tháng Thuê bảo mẫu một tháng cũng mất mấy chục triệu đấy Lại còn muốn tôi sinh con trai cho anh cơ à Một năm tôi lấy 600 triệu được không Được lắm Mặc dù cô mắc bệnh chỉ có thể nói thật Nhưng kỹ thuật mắng người mạnh lên không ít Cô Lâm Một năm tôi cũng chỉ kiếm được 500 triệu Cô định ăn cướp à Lâm Nhược Ghi rất vui vẻ khi thấy anh ta tức giận. Được rồi, nhiều nhất là 150 triệu. Nếu cô đồng ý, chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Tên đàn ông kia nắm chặt tay cô. Anh cảm thấy em rất xứng với anh, cho nên anh không muốn bỏ lỡ. Buồn nôn, cái thằng này không có não à? Anh ta vẫn không từ bỏ ý định, muốn động tay động chân với cô. May mà cô có đai đen Tây Quân Đô, vậy là cô đã đá anh ta một phát khiến cho anh ta đau đớn mà hét lên. Chị Nhược Hy hung dữ quá đi. Thần Phong giơ cho cô một ngón tay cái. Mặt mo của cô đỏ ửng lên, bất trí bất giác liếc nhìn đường quý nam đứng bên cạnh. Không ngờ cô lại gặp phải bạn trai tin đồn trong khi đi xem mắt. Không hiểu sao cô cảm thấy hơi trột dạ. Trong đôi mắt của anh ấy hiện lên vẻ chế nhạo. Làm tốt lắm. Đây là lần đầu tiên được xếp khen, nhưng cô lại không cảm thấy vui vẻ chút nào Đành kiếm cớ nói sang chuyện khác Hai người đến đây dùng bữa à Thần Phong tỏ vẻ u sầu Tôi đi xem mắt cùng anh trai Anh ấy không thích người kia Nên bắt tôi đi cùng Diễn vai con trai của anh ấy Lâm Nhược Hy hà hốc mồm nhìn Thần Phong Rồi lại quay qua nhìn đường Quý Nam Đùa à Mặc dù đường tổng trông hơi già một chút Nhưng cũng không đến mức có thể làm bố của cậu được Vừa nói xong Trong lòng cô run lên bần bật Đường Quý Nam cũng không tức giận Chị cong môi cười rồi nói Vậy em nói xem tôi nên làm thế nào bây giờ Thần Phong đưa ra một lời đề nghị Hay là chị nhiều khi làm bạn gái của anh trai em đi Như vậy có thể lập tức chặt đứt hy vọng của các cô gái bên trong kia Ánh mắt đường quý nam sáng rực Khiến cô không nỡ cự tuyệt Thần Phong nói Đối tượng xem mắt hôm nay của đường quý nam Là đối thủ một mất một còn của nhà họ Thiên kim của hạ gia Trước kia đường quý nam và con trai cả của hạ gia là anh em tốt Nhưng sau này cãi nhau to To đến mức mối quan hệ dạn nứt Hiện giờ muốn hòa giải vì lợi ích của hai bên Việc đầu tiên cần làm đó là liên hôn Đối tượng xem mắt hôm nay của đường quý nam là hạ trừng Nghe nói hạ trừng là một nữ cường nhân khi đứng trước cửa phòng bao, mồ hôi toát ra đến mức ướt đẫm bàn tay cô. Lâm Nhược mắc bệnh không thể nói dối, nên rất sợ lộ tẩy trước mặt người ta. Đường quý nam trước giờ vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên nắm chặt tay cô, đàn mười ngón tay vào nhau. Đừng sợ, lát nữa em không cần nói gì cả, cứ ngoan ngoãn ở bên anh là được. Lòng bàn tay của anh rất khô giáo, rất ấm áp, làm bay đi nỗi lo lắng trong lòng cô. Xong việc sẽ tăng lương cho em. Hai mắt lâm nhược hy sáng lên. Khi thấy hạ trừng, cô không còn chút lo lắng nào. Lâm Nhược Hy thoải mái giới thiệu bản thân. Xin chào, tôi là Lâm Nhược Hy, Đường Quý Nam ôm lấy vai cô một cách tự nhiên, tiếp tục nói, "Bạn gái của tôi." Hạ Trừng mỉm cười nhìn cô, dường như không mấy quan tâm đến mối quan hệ của cô và Đường Quý Nam, nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh cô ta thì tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe. "Khá lắm, có bạn gái rồi còn muốn đính hôn với em gái tôi, chán sống à?" Người đàn ông kia nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ. "Cô ta ngoài việc nhìn có chút xinh xắn thì có chỗ nào hơn em gái của tôi chứ?" anh bị mù à? Đường quý nam dịu dàng nhìn cô. Lâm Nhược Hy thừa nhận, lúc này cô cảm thấy có một chút rung động. Tôi thích cô ấy, cho nên trong mắt tôi, cô ấy là tốt nhất. Sau đó lạnh lùng nói tiếp. Hơn nữa tôi và em gái anh cũng không đính hôn. Hôm nay tôi đến đây cũng chỉ để nói rõ ràng. Không ai có thể ép tôi lấy một người mà mình không yêu. Được, được lắm. Vậy mối quan hệ của đường gia và hạ gia, cả đời này cũng đừng mong hòa giải nữa. Người đàn ông kia kéo Hạ Trừng rời đi. Đến lúc đường Quý Nam đưa cô về nhà, cô mới ngờ ngợi được chuyện gì đang xảy ra. Đường Tổng, Hạ Tổng sẽ không làm hại anh chứ? Lúc nãy ánh mắt anh trai Hạ Trừng nhìn đường Quý Nam cứ như muốn xé nát anh vậy, thật đáng sợ. Đường Quý Nam dừng đèn đỏ, sau đó quay qua nhìn cô. Lo cho tôi à? Mặt Lâm nhiều khi đỏ ửng lên. Ờm... Um, sợ anh chết rồi không ai trả lương cho tôi. Đường Quý Nam không những không giận mà còn cười tươi, đưa điện thoại của mình cho cô. Mật khẩu màn hình và mật khẩu thanh toán đều là 010915. Em muốn lấy bao nhiêu tiền tăng ca thì tự mình chuyển. Lâm Nhược Hy giật mình. Mật khẩu điện thoại của sếp là sinh nhật của cô. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Lâm Nhược Hy mở WeChat, tìm tên mình, sau đó chuyển cho mình 500.000. Sau khi về đến nhà, Đường Quý Nam chuyển thêm cho cô 50 triệu. Anh còn trêu chọc hỏi cô có phải là cô nhấn thiếu một số không hay không? Thật là vô nhân tính. Lâm Nhược Hy nhìn chăm chăm vào điện thoại rồi lắc đầu, không cẩn thận va vào mẹ mình. Nói chuyện với ai mà vui vẻ thế? Lâm Nhược Hy thốt lên. Đường Quý Nam... Mẹ Lâm trêu Bảo sao con lại không thích người mà gì giới thiệu cho? Mẹ, mẹ nghe con ngụy biện đã. Không phải như mẹ nghĩ đâu. Lâm Nhược Hy có giải thích thế nào thì mẹ Lâm cũng không tin bà còn lên mạng tìm thêm thông tin về đường Quý Nam. Sau đó bảo cô đưa đường Quý Nam đến nhà trong buổi họp gia đình. Lâm Nhược Hy khóc không ra nước mắt, nhưng không dám cãi lại thánh chỉ của Thái Hậu. Vậy nên cô đành phải mặt dày nhắn tin hỏi đường Quý Nam có đồng ý giúp cô được không? May mà anh đồng ý rất nhanh chóng. Vào hôm họp mặt gia đình, dì cô kéo tay con rể của bà ấy đi khoe khoang khắp nơi. Lâm Nhược Hy kéo tay đường Quý Nam. Chúng ta đi đường vòng nhé, Đường quý nam khó hiểu Người lần trước đi xem mắt là do dì ấy giới thiệu Dì ấy mà nhìn thấy sẽ cằn nhằn không tha cho mà xem Đường quý nam cười khẽ Cái miệng nhỏ của em lúc cãi nhau với anh mạnh mồm mạnh miệng lắm mà Vậy mà lại sợ gì ấy à Lâm nhược Hy càng muốn cãi lại Đường quý nam đã kéo tay cô đi vào Dì vừa nhìn thấy cô thì đã mỉa mai Bảo sao lại không ưng con trai của bạn gì Hóa ra là bám được một người giàu có khác rồi vậy sao lần trước còn bảo chỉ là diễn thôi lừa gạt gì vui thế à chị họ ở bên cạnh cũng nói chen vào nghe nói quý nam mở một công ty trò chơi hả ai mấy trò chơi đó ngày nào thiên thiên nhà chị cũng chơi bọn nó đều là học sinh tiểu học có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ chẳng bằng một nửa lão trần nhà chị mở một công ty một tháng kiếm mấy trăm triệu lâm nhiều khi liếc mắt vô thức luồn tay vào túi quần anh lấy ra một chiếc danh thiếp mạ vàng cô cũng ngạc nhiên vì hành động của mình. Đường quý nam không ngạc nhiên chút nào, thậm chí còn cưng chiều quay sang vuốt đầu cô. Bảo bối, còn ngây ra làm gì? Mau đưa danh thiếp cho chị gái em. Biết đâu sau này chị ấy có thể giúp đỡ chúng ta thì sao? Lâm Nhược Hy lấy lại tinh thần, tranh thủ đưa danh thiếp cho chị ấy. Chị, quên giới thiệu với chị, anh ấy họ đường, là chủ tịch tập đoàn đường gia. Sắc mặt của dì và chị họ lập tức trắng bệch. Sau bữa tối, Đường Quý Nam đã thành công chinh phục tất cả người thân của cô bằng khả năng nói chuyện và năng lực đồng tiền của mình. Dì cô còn cười tủm tỉm, kéo tay cô hỏi khi nào mới kết hôn, để em gái đến làm phù dâu cho cô. Lâm Nhược Hy ấp úng không dám nói gì. Quý vị khán thính giả đang nghe chuyện được đăng tải độc quyền duy nhất trên kênh YouTube, nghe audio truyện ngôn tình qua giọng kể của Hạ Vũ. Hôm nay Đường Quý Nam quá chén với mấy chú mấy bác của cô, hai má đỏ ửng lên, anh nắm chặt tay cô, ánh mắt không rời khỏi cô. Nhiều khi còn nhỏ, không vội. Nói xong anh nhắm mắt lại, dựa vào người cô, chắc là say thật rồi. Dì nhìn cô cười đầy ẩn ý. Mẹ Lâm sợ dì cô lại nhiều lời, nên bảo cô đưa đường quý nam về trước. Lâm nhiều khi tốn rất nhiều sức lực mới kéo được đường quý nam vào xe. Nhân lúc anh đang ngủ, cô đưa tay chọc chọc vào má của anh để trả thù. Gương mặt trắng nõn của anh đỏ ửng lên, Lâm Nhược Hy không nhịn được cười ầm lên. Lúc này dép bỗng nhiên tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ quá đi. Lâm Nhược Hy vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại. Đường Tổng, anh tỉnh rồi sao? Có thoải mái hơn chút nào không? Ánh mắt đường quý nam đen lái, không giống người đang say chút nào. Tôi không say. Người nhà em ai ai cũng là thần cồn. Nếu tôi không nhanh trí giả vờ say, chắc chắn sẽ bị bọn họ hành lên bờ xuống ruộng. Anh diễn rất tốt. Tốt đến mức cô còn tưởng là anh say thật cơ Nếu không say Vậy đường tổng tự mình lái xe về nhà nhé Lâm Nhược Hy tháo dây an toàn Lúc mở cửa xe thì bị anh kéo tay lại Nhược Hy Em không nhớ gì thật sao Trong đôi mắt của đường quý nam Chứa đầy bi thương và ấm ức Lâm Nhược Hy ngẩn người Không hiểu sao lại cảm thấy rất đau lòng Nhưng cô không biết anh đang đợi cô nhớ lại điều gì Nhớ cái gì cơ Đường quý nam thở dài Ánh mắt vẫn không rời khỏi cô Trông có vẻ rất thâm tình Lâm nhiều khi đỏ mặt thốt lên Anh nhìn tôi như vậy làm gì Đừng nói là anh thích tôi đấy nhé Đường quý nam gật đầu Gương mặt anh rất chân thành Không điểm nào giống một người đang say cả Thật đấy à Đường tổng hình như anh rất yêu bạn gái cũ của mình Đường quý nam không trả lời cô Đến nước này thì cô cũng hiểu rồi Trong lòng anh còn có người yêu cũ Cô đây còn lâu mới làm thế thân cặn bã lâm nhiều khi giận đùng đùng cho anh một bà tai bước đi không ngoảnh đầu lại hôm đó sau khi về nhà cô tức giận đến mức bởi lốc hết mọi phương thức liên lạc với đường quý nam cô chuyển về nhà ở tạm dừng việc quay vlog cùng đường quý nam cư dân mạng đợi một tuần không thấy hai người bọn họ cập nhật tình hình nhao nhao chạy đến mạng xã hội của cô để làm loạn phan hu 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 có phải hai người đang cãi nhau không nếu không trả lời tôi sẽ đến công ty của hai người bắt đền đấy, anti chia tay đi biết ngay hai người đó ở bên nhau chỉ để tăng độ nổi tiếng mà thôi chẳng lẽ không ai nhìn ra tương tác giữa hai người họ vô cùng gượng gạo hả biết ngay mà cư dân mạng ai ai cũng tài giỏi như thám tử hết á Lâm nhược khi chọn cách bỏ qua và làm như không thấy những bình luận này nhưng không ngờ anti fan lại đưa cô lên mục tin hot ngồi rồi những người khác cũng nhanh chóng vào bình luận có người rảnh rỗi đến mức đào bới từng chi tiết nhỏ trong vlog của cô và đường quý nam họ nói cử chỉ và hành động của cô cùng với đường quý nam chẳng khác gì những người xa lạ còn có người đào lại chuyện trước kia cô từng bóc phốt thần phong tin hot thần phong là em trai của đường tổng chỉ vì lâm nhược khi nói lung tung nên em trai mới rời khỏi công ty nếu là người bình thường làm gì có ai sẽ yêu đương với người đã hại em trai mình cơ chứ nghe nói sau khi thần phong rời đi nguồn vốn tài trợ của bạch long cũng mất luôn sau này kéo lại được tài trợ là nhờ cặp đôi nam hy từ đó bạch long mới có tiền để chiêu mộ tuyển thủ mới thì ra tất cả đều là kế hoạch đã được tính toán từ trước một người đứng ra tổng kết lại mọi chuyện cặp đôi nam hy là giả tất cả chỉ là diễn để thu hút tài trợ cho công ty giờ mọi chuyện đã êm ả đương nhiên hai người họ cũng sẽ không cần phải diễn nữa antifan tiếp tục bình luận bạch long thật vô liêm sỉ Đường Quý Nam và Nhược Hy cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì. Công ty trò chơi mà không tập trung luyện tập, suốt ngày phát đường tạo nhiệt, công ty này sớm muộn gì cũng phá sản thôi. Lâm Nhược Hy đọc hết từng bình luận, tức đến mức suýt nữa thì nôn ra một ngụm máu, ngón tay như muốn cào nát bàn phím. Cảm ơn đã quan tâm, tình cảm của tôi và đường Quý Nam vẫn rất tốt. Không đăng bài là vì dạo này chúng tôi có việc bận nên mới tạm ngừng. Antifan mau biến ra xa một chút kèm theo là một tấm hình cô và đường quý nam nắm tay nhau đăng hình thành công ủa không đúng sao cô lại gõ được những chữ kia nhỉ hình như cô có thể tiếp tục nói dối rồi ờm lúc này cần tìm một người để thử một chút nhỉ lâm nhược khi vui vẻ chạy ra ban công nói với mẹ 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 có biết không thật ra đường quý nam yêu thầm con từ rất lâu rồi lúc trước anh ấy khóc lóc theo đuổi con nên con mới đồng ý đấy mẹ lâm bị sốc không nói nên lời nhìn chiếc điện thoại trong tay mình. Gì, nhiều khi nói không sai, đúng là cháu đã thầm yêu em ấy từ rất lâu rồi. Lâm nhiều khi chạy thật nhanh về phòng, cuộn tròn người như một con đà điểu. Một lúc sau mẹ Lâm đến gõ cửa, cả đường quý nam cũng ở đó. Cô xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng. Cô vội vàng đóng sầm cửa lại, nhưng đường quý nam nhanh tay hơn. Anh đưa tay ra chặn lại, thế là bị kẹp tay, đau đến mức kêu lên. Như là theo bản năng, cô lo lắng chạy tới xem vết thương trên tay anh anh có sao không có đau lắm không em đi lấy thuốc cho anh nhé không sao anh cong môi nhỏ giọng nói quả nhiên dù có mất trí nhớ cũng không thể thay đổi được bản năng lâm nhược hy tròn mắt hỏi sao anh lại ở đây dì gọi điện cho anh nói dạo này tâm trạng em không tốt nên nhờ anh dỗ dành em một chút vậy cũng không cần anh đến nhà em chứ đường quý nam đột nhiên vuốt má cô sao hôm đó em lại tức giận lâm nhược hy càng tức giận hơn đường quý nam anh một bên nói thích tôi một bên lại nhớ thương bạn gái cũ vậy mà anh còn mặt mũi hỏi tôi cô này à đường quý nam nhìn cô một lúc lâu sau đó bật cười thành tiếng thì ra là em ghen tị với chính mình anh ôm eo cô cúi đầu hôn lên môi cô sau đó thở dài nhược hy việc anh còn nhớ thương bạn gái cũ và yêu em không có một chút mâu thuẫn nào cả bởi vì tất cả đều là em chỉ là em bị mất trí nhớ nên mới không nhớ rõ mà thôi lâm nhược hy không tin được những gì đường quý nam nói chuyện này khác chuyện cô trúng sổ số trăm tỷ chẳng khác gì nhau cả đường quý nam nhìn ra sự khó tin trong mắt cô thế là anh mở mục riêng tư trong album điện thoại ra cho cô xem trong album đều là những hình ảnh thân mật của hai người bọn họ em nhớ nửa năm trước em bị tai nạn giao thông không lâm nhược hy gật đầu anh vuốt tóc cô, kể cho cô nghe. Hôm đó hai người bọn họ cãi nhau ẩm mỹ một trận. Sau khi tỉnh lại, cô đã quên mất anh. Đúng là nửa năm trước cô bị tai nạn giao thông. Nếu cô thật sự là bạn gái cũ của anh ấy, vậy thì những cảm giác quen thuộc kia cũng không có gì là lạ, lạ. Lâm Nhược Hy im lặng một lúc rồi nói. Sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Đường Quý Nam bất đắc dĩ. Bác sĩ nói em không thể chịu được đả kích phải đợi thời cơ thích hợp mới được nói cho em nghe Vậy sao bây giờ anh lại nói cho em nghe Nếu không nói Anh sợ em sẽ tức chết mất Đường quý nam vừa cười nói Vừa chọc vào chóp mũi cô Hai má cô phình lên như một chú cá nóc Nếu anh thích em nhiều như vậy Sao anh lại chia tay với em Là em đòi chia tay trước Em còn nói nếu anh không đồng ý Em sẽ nhịn đói ba ngày Đường quý nam bất đắc dĩ nói Tất nhiên là anh không nỡ để cho em chịu đói, nên đành phải đồng ý chia tay, coi như là biện pháp tạm thời. Mặc dù cô không còn nhớ gì, nhưng cô vẫn cảm giác được có gì đó không đúng lắm. Lâm Nhược Hy chọc vào ngược đường Quý Nam. Làm gì có chuyện em đột nhiên đòi chia tay chứ? Chắc chắn là anh gây ra chuyện gì có lỗi với em. Không hề, anh rất tử tế. Lúc đó em nói hai chúng ta gặp mặt nói chuyện, em sẽ nói anh biết nguyên nhân. Ai ngờ vừa được nửa đường em đã xảy ra chuyện. Anh nhẹ nhàng nói tiếp, em làm bạn gái của anh một lần nữa đi, từ từ rồi em sẽ nhớ lại mọi chuyện. Đến lúc đó thì nói lý do cho anh nghe sau, được không? Không được. Lâm Nhược Hi kiêu ngạo nói, trước kia anh rất nghiêm khắc với em, đường tổng. Lâm Nhược Hi cô thủ dài lắm đấy nhé. Xin lỗi, anh cứ nghĩ nếu làm như vậy em sẽ nhanh chóng khôi phục trí nhớ hơn. Đường Quý Nam ôm eo cô các cầm lên vai cô giống như một chú cún lớn đang làm nũng lúc này anh ấy rất dễ thương trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng nghiêm khắc thường ngày khiến trái tim cô mềm nhũn vậy thì em sẽ suy nghĩ lại một chút đường quý nam đưa cô đến một nhà hàng tư nhân nơi mà trước kia hai người bọn họ hay tới anh nắm tay cô đi qua hành lang nhiều khi trước kia em nói em thích nhất đi qua hành lang này em nói mỗi lần đi qua đây đều được nắm tay anh hồi lâu Lâm nhiều khi xoa xoa cánh tay nổi da gà của mình. Trước kia em buồn nôn đến mức đấy cô à? Lâm nhiều khi không tin cô sẽ nói ra những lời này. Nhưng tay cô đã chủ động nhét vào bàn tay anh. Đường quý nam dừng chân. Không phải sao? Trước kia em rất chủ động. Lúc đó em còn chủ động hôn anh. Mặt cô nóng lên, vội vàng che miệng của anh. Đang ở nơi công cộng, anh chú ý lời nói một chút đi. Đôi môi mềm mại của đường quý nam chạm vào lòng bàn tay cô giống như bị điện giật, cô vội vàng rụt tay lại. Em xấu hổ cái gì chứ, ở đây đâu có ai khác. Anh cười tít cả hai mắt, trong đôi mắt ấy như có lực hút, như muốn hút cô vào trong. Hai, sắc đẹp hại người. Thừa dịp cô đang ngây người, đường quý nam giữ chặt tay cô rồi quý người hôn cô. Lâm nhược khi còn chưa kịp phản ứng, thì một giọng nói mỉa mai vang lên từ phía sau. Không biết xấu hổ. Lâm nhược khi giật nảy mình, vội vàng tránh khỏi vòng tay của đường quý nam thì ra người đó là anh trai của hạ trừng hạ diễn đường quý nam lạnh lùng nhìn hạ diễn sau đó lại dắt tay cô rời đi hạ diễn kéo tay đường quý nam nói chuyện một chút đi không có gì để nói hạ diễn nhìn cô rồi nói đường quý nam nếu cậu không ngại vậy thì chúng ta có thể nói trước mặt cô lâm cũng được đường quý nam giận tái mặt đồng ý cho hạ diễn mấy phút để nói chuyện vì cửa không khóa nên cô nghe được cuộc trò chuyện của họ. Antifan trên mạng là người cậu mua à? Đúng vậy đấy, thì sao? Chẳng lẽ người phụ nữ của cậu không chịu được à? Lâm nhiều khi bỗng hiểu ra. Antifan trên mạng chính là vết tích của Hạ Diễn. Bảo sao? Chỉ vì một tuần cô không áp bài mà lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Nhược khi vảnh tay lên tiếp tục nghe lén Bỗng giọng nói hạ diễn trở nên bi thương Đường quý nam Cậu tuyệt tình như vậy sao Tôi thích cậu nhiều năm như vậy, tại sao đến một cơ hội nhỏ nhoi cậu cũng không thể cho tôi? Người thích đường Quý Nam là Hạ Diễn, chứ không phải là Hạ Trưng. Lâm Nhược Hy thật sự vẫn chưa thể tiêu hóa được quả dưa lớn này. Chỉ sợ đường Quý Nam sẽ đáp lại rằng anh cũng thích Hạ Diễn. Vậy thì chẳng phải cô là người duy sẻo sao? Lâm Nhược Hy tiến đến gần, lặng lẽ quan sát phản ứng của đường Quý Nam. Đáng tiếc là ở góc này anh quay lưng về phía cô, Hạ Diễn nhìn thấy cô sắc mặt bỗng đen như đáy nồi, lúc sau anh ta lại bày ra vẻ mặt ấm ức đáng thương. "Quý Nam, tôi biết trong lòng cậu có tôi, còn cô ấy chẳng qua là do cậu gặp dịp thì chơi đúng không?" Sau đó Hạ Diễn khoác tay lên vai Đường Quý Nam, anh cũng không né tránh. Khoảng cách giữa hai người đó càng lúc càng gần. Khóc mất, thì ra cô thật sự là kẻ xui xẻo. Hai mắt tối sầm, cô ngất đi. Khi Lâm Nhược Hy tỉnh lại, cô đang nằm trong bệnh viện trên đầu cuốn băng gạc trắng đường quý nam nói cô đập đầu vào góc bàn bị thương nặng hôn mê mất một tuần anh lấy ra một viên kẹo em bị hạ đường huyết nên ngất xỉu lỗi anh đáng ra anh không nên để em một mình trong đó lâm nhiều khi lạnh lùng cầm chiếc kẹo rồi ném về phía thùng rác tay còn lại rút khỏi bàn tay anh đường quý nam tôi có chết cũng không sống kiếp chung chồng chúng ta chia tay đi đường quý nam đưa tay sờ lên trán cô đứa nhỏ này bị đụng đầu đến ngốc rồi hả nói mê sảng cái gì đấy cô đang rất nghiêm túc mau thành thật nói cho tôi biết có phải anh cũng thích hạ diễn đúng không còn tôi là bia đỡ đạn cho hai người bảo bối từ đầu đến cuối anh chỉ yêu một mình em anh thề anh lừa tôi tôi chính mắt nhìn thấy hai người ôm nhau trước kia anh ta còn gửi ảnh tin nhắn thân mật của hai người cho tôi xem nữa đương quý nam giật mình em nhớ lại rồi Lâm Nhược Hy lạnh lùng gật đầu. Nửa năm trước, Hạ Diễn gửi cho cô một tấm ảnh chụp màn hình. Là một đoạn trò chuyện mập mờ của Hạ Diễn và đường Quý Nam. Lâm Nhược Hy không tin, nhưng Hạ Diễn còn lấy ra một bức ảnh giường chiếu. Trên xương quay xanh của đường Quý Nam có một nốt ruồi đen nhỏ, cô nhìn qua một cái là nhận ra. Vì quá tức giận nên cô đề nghị chia tay. Sau khi tỉnh táo lại, cô mới nhận ra mình không thể chỉnh nghe một phía được tất cả đều có thể là photoshop. Vì vậy, cô hẹn Đường Quý Nam ra ngoài nói chuyện. Ai ngờ lại xui xẻo đến mức, vừa đi được nửa đường đã bị xe đụng. Anh chụp tin nhắn nào cơ? Đường Quý Nam khó hiểu hỏi, cô lấy điện thoại mở lại tấm ảnh đó cho anh xem. Anh nhíu mày, lấy điện thoại ra mở lại cuộc trò chuyện với Hạ Diễn ngày hôm đó. Đường Quý Nam không hề xóa tin nhắn, nhưng trong đó chỉ có vài tin nhắn liên quan đến công việc. Bảo bối, em nhìn xem anh với cậu ta trong sạch anh nhìn thẳng vào cô anh có phải trai thẳng hay không chẳng phải em là người rõ nhất sao trong đầu bỗng nhiên xuất hiện ra những hình ảnh không thể miêu tả mặt cô đỏ ửng lên nhưng cô cũng không dễ bị thao túng tâm lý như thế đâu cũng có thể anh là song tính mà đường quý nam tức giận nói có cần anh giúp em kiểm chứng nữa không anh vừa cúi đầu gặm môi cô thì cửa phòng mở ra tôi thấy cửa không khóa nên mới bước vào không ngờ hai người... Xin lỗi. Hạ Trừng bối rối, không biết nên tiến lên hay lùi lại. Lâm Nhược Hy giận dỗi lườm đường quý nam, đuổi anh đi chỗ khác, sau đó mời Hạ Trừng ngồi. Nhược Hy, nghe nói cô khôi phục trí nhớ rồi. Đúng vậy. Tôi thay mặt anh trai xin lỗi hai người. Hạ Trừng nói. Từ trước đến nay, anh trai tôi vẫn luôn đơn phương... Cô ấy đưa cho cô một cái hộp. Bên trong là một chiếc vòng tay kim cương và một tấm thiệp bên cạnh. Trong thiệp viết: Xin lỗi cô Lâm, lúc ấy tôi nói những lời đó là muốn chọc giận cô, không ngờ cô lại ngất xỉu. Tình cảm tôi dành cho quý nam, có lẽ là bắt nguồn từ những cuộc so tài từ nhỏ đến lớn, nhưng tôi không dám nói cho cậu ấy biết, sợ sau khi nói ra, chúng tôi không thể tiếp tục làm bạn nữa. Nửa năm trước, cậu ấy nắm tay cô rồi giới thiệu với tôi, lúc ấy tôi mới phát hiện ra mình ghen tị đến phát điên. Vậy là tôi giống như một nữ vụ trong chuyện Gửi mấy tấm hình kia cho cô Sau khi cô mất trí nhớ Tôi thẳng thắn tỏ tình với cậu ấy Nhưng cậu ấy nói Cậu ấy chỉ coi tôi là anh em Người cậu ấy yêu trước giờ chỉ có một mình cô Được rồi Thật ra tôi đã biết trước kết quả Nhưng tôi không cam tâm Nên tôi mới nhờ tiểu trường giúp mình một tay Không ngờ tình cảm của quý nam dành cho cô lại nhiều như vậy đến cả tiểu trừng cũng không thể lọt vào mắt xanh của cậu ấy nhưng tôi vẫn không cam lòng hôm đó là lần cuối cùng tôi thổ lộ với quý nam lúc cậu ấy khẳng định đời này chỉ yêu mình cô tôi biết tôi nên buông tay rồi hy vọng cô sẽ đọc được bức thư này sau khi khôi phục ký ức chúc hai người hạnh phúc sau khi đọc xong lâm nhiều khi cảm thấy cảm xúc lẫn lộn bảo sao khi đường quý nam dẫn cô đến gặp hạ trừng hạ diễn lại tức giận như vậy Cô Hạ, nhớ cô thay tôi cảm ơn Hạ Tổng. Mong ngày ấy cũng sớm ngày gặp được một người mình yêu. Hạ Trừng gật đầu cười. Thấy đường quý nam bước vào, cô ấy lập tức rời đi. Lâm nhiều khi ném tấm thiệp cho đường quý nam. Cũng đào hoa ghê ta. Đường quý nam đọc qua, sau đó cuốn quyết giải thích. Nhiều khi, anh không nói với em là vì giờ em nghĩ nhiều. Hạ diễn thích anh, cậu ấy cũng không sai. Nhưng anh không thích cậu ấy, chỉ coi cậu ấy là anh em thôi sự chân thành của đường quý nam khiến cô rất cảm động nếu hạ diễn biết đường quý nam quan tâm đến mình như vậy chắc cũng khóc lụt cả nhà vệ sinh lâm nhược hy tức giận nói trong mắt anh em là loại người kỳ thị người đồng tính à đương nhiên là không phải anh ôm cô nói chỉ là việc này có chút khó nói anh hứa sau này dù có chuyện gì cũng sẽ nói với em trước được không được rồi được rồi cô hiểu mà Người mình coi là anh em tốt bỗng nhiên thổ lộ với mình. Nếu cô là anh, chắc chắn cô cũng cần một đoạn thời gian để bình tĩnh lại. Lâm nhiều khi đang không biết nên mở miệng xin lỗi anh kiểu gì. Bởi vì trước kia cô làm loạn đến mức đòi chia tay. Bỗng nhiên anh cẩn thận nói từng câu từng chữ. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, đừng chia tay nữa, được không? Cô dựa vào ngược anh, nhẹ nhàng gật đầu. Nửa năm sau, Hạ Trừng gửi tin nhắn cho cô nói là hạ diễn đã tìm được một người bạn trai ở nước ngoài hai người đang rất hạnh phúc thần phong cũng quay trở lại bạch long làm huấn luyện viên lần này cậu ấy dùng tên thật đường tịch sau trận đấu đầu tiên để thu hút thêm sự chú ý bạch long đã sắp xếp cho cô một buổi phỏng vấn còn chưa bắt đầu cô đã lo lắng đến mức bàn tay đổ đầy mồ hôi đường quý nam nhẹ nhàng an ủi cô đừng lo em chỉ cần trả lời những gì đã chuẩn bị trước rồi thôi anh ở bên cạnh em Lâm Nhược Hy nghiêng đầu nhìn anh Ngượng ngùng cười Đường tịch bỗng nhiên lên tiếng Anh hay là anh lên trả lời phỏng vấn đi Dù sao công ty cũng là của anh mà Đường quý nam liếc mắt lườm cậu ấy một cái Cậu ấy lập tức im bặt Khi camera lia tới Đường quý nam đã xuống đài Lâm Nhược Hy trả lời theo những gì đã chuẩn bị từ trước Hôm nay là trận đầu tiên Anh đến sân thi đấu với tư cách huấn luyện viên Có cảm nghĩ gì không Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi Cảm ơn anh trai và chị dâu nhỏ đã cổ vũ em Nếu không em cũng không có dũng khí quay lại Bạch Long Nghe nói hôm nay anh trai anh cũng ở hiện trường Anh có muốn nói gì không? Đường tịch cười cười Anh, hy vọng anh và chị dâu nhỏ mau chóng kết hôn Mau chóng sinh cho em một đứa cháu trai Đợi nó lớn lên, em sẽ dạy nó chơi game Đường tịch vừa nói xong Ông Kính lập tức lia về phía đường Quý Nam dưới khán đài Đường Quý Nam cong môi cười Anh mở miệng Sớm thôi. Cảnh tượng này không chỉ khiến khán đài bùng nổ mà còn khiến fan cặp đôi của cô và Đường Quý Nam vui như Tết. Họ nói cặp đôi của cô thật như vàng 4 số 9. Lâm Nhược Hy xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng lên. Một nhân viên công tác xuất hiện, đưa cho Đường Quý Nam một cái micro. Xin lỗi vì làm mất thời gian một chút của mọi người. Dù sao bầu không khí cũng đã sôi động đến mức này. Đường Quý Nam ho nhẹ, sau đó lấy một chiếc nhẫn từ trong túi quần ra chậm rãi đi về phía sân khấu, quỳ một chân xuống. Lâm Nhược Hy che miệng vì quá vui mừng, hai mắt long lanh ánh nước. Mặc kệ những tiếng giao hò xung quanh, lúc này anh là phong cảnh duy nhất trong mắt cô. Anh dịu dàng nói, Lâm Nhược Hy, gả cho anh nhé. Sau đó cô trả lời lại bằng giọng run run, em đồng ý. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc hạ vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like chia sẻ video bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh youtube nghe audio chuyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới kính chúc khán thính giả thật nhiều niềm vui sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ chuyện mới tiếp theo